bộ đồ này giống bộ đồ quỷ quá vậy trời. Mình đang đâu vậy? Mới mấy ngày trước mình đâu có mặc đồ đỏ. Mấy năm gì trước đâu có mặc đồ đỏ đâu. Sao tự nhiên bây giờ mình mặc đồ đỏ mà mình đang ở trong chùm mẫn vậy trời? Cái gì kỳ vậy? Còn mạnh thường quân mà, dù mình bị lạc trong chùm mã nhưng mà mình vẫn còn mạnh thường quân. Mạnh thường quân luôn hỗ trợ và yêu thương mình. Vậy hả? Sân si chuyển thành Phật, dục vọng chuyển thành Phật, danh lợi chuyển thành Phật thì ai cũng là Phật trời thánh tiên. Ủa, cái gì là Phật trời thánh tiên? Rõ ràng mình ở cảnh địa ngục mà chùm mã mồ mã mà sao mà khỏi trời Phật thánh tiên được.
xong nhìn mình giống ma dữ trời, ốm nhách ốm nheo à. Gì? Làm cái gì mà lâu hoài trời, nghe rồi.